Okay. The next generation is going to make Pakistan literacy 100%. Well, I'm not a crook. Well, I'm not a crook. Đây, con mèo. Con mèo cái đầu bự lắm, mèo. Mèo giờ bự quá. Chơi xàm hay gì? Nó bự lắm. Nó có lưỡi đỏ, có lưỡi đỏ. Đâu? Không phải gì đâu. Đây đâu kìa. Cái gì đâu trời? Xàm yêu thấy gì đâu? Mẹ bị sao vậy? Nó chơi mà sao vậy? Đúng như là có. Nó ngoại miếng rồi. Có ai đâu? Có. Rồi mà có. Có thấy ai đâu chạy? Ai có kìa? Ai đâu kìa? Ai đâu kìa? Cảm xúc bây giờ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Oh no!